Em xin chào tất cả các anh chị yêu hoa lan nha. Em tiếp tục làm một cái video giới thiệu tất cả các anh chị mình cùng sưu tầm thêm một số mặt hàng hoa lan cách lai gia tại vườn nhà em nha. Đầu tiên là em giới thiệu tất cả các anh chị mình cây vu rồng nha anh chị. Cây hoa màu xanh rất là đẹp luôn, hoa rất là to. Cây này giống cây cũng khá là to nha anh chị. Và size cây em bán là size cây đã trưởng thành rồi, có thể cho hoa nha anh chị. Và em đã trồng thuần bằng bằng than rồi. Đó, size này là size đã trưởng thành rồi nha anh chị. Về trồng lên thân mới là sẽ cho hoa bói thôi nha. Đó, về trồng lên thân mới là sẽ cho hoa. Nó hoa màu xanh rất là đẹp. Cây này cây vu rồng. Cái khuôn hoa của nó chị xem là khuôn hoa rất là to. Hoa to rất là thơm nha anh chị. Cái cây này mã của nó là mã T1 nha. Mã T1 vu rồng nha anh chị. Giá là 150.000 một chậu. Đó, T1 150.000. Anh chị nào mình yêu thích cây vu rồng này á thì mình chốt mã T1 150.000 nha. Và đơn hàng 3 chậu lại vẫn bao ship cho mình nha anh chị. Đơn hàng 3 chậu lại bao ship cho mình luôn. Rất là đẹp luôn mã T1. Anh chị nào mình yêu hết thì mình nhanh tay mình đặt hàng nha. Tiếp theo cho anh chị mã T2, cây thượng Mỹ Lai Marison. Đó, một cái cây cái cánh hoa lem lem rất là đẹp. Cái đó là cái cây thượng Mỹ Lai với Marison. Sau đó người ta sẽ lem mấy cây nó, cái cây này nó nở hoa và người ta đem ta làm tem lại. Nó nhìn cái màu cánh hoa nó lem lem rất là lạ, rất là đẹp luôn nha anh chị. Giá là 130.000 một chậu. Đây size cây em bán cũng là size cây đã trưởng thành rồi. 130.000. Đây chậu cây em bán thực tế là như thế này, thượng Mỹ Lai Marison, một cái màu lem lem rất là lạ mắt nha anh chị. Đó, rất là lạ mắt luôn. Đó, chậu cây em bán thực tế như thế này, size là size trưởng thành rồi nha anh chị. Giá chỉ có 130.000 thôi, đơn hàng 3 chậu là em bao ship luôn. Mã này là mã T2 nha. Thượng Mỹ Lai Marison T2. Rất là đẹp luôn nha anh chị. Cây hoa nhìn hoa rất là ngộn. Nó lem lem cánh nhìn rất là cưng luôn nha anh chị. Đó, cây bán là cây thực tế đã trưởng thành rồi. Về mình chỉ cần trồng lại và chờ lên hoa thôi nha. Giá chỉ 130.000 thôi. Đơn hàng 2 chậu lên ba, đơn hàng 3 chậu lên bao ship cho mình luôn. Giá rất là mềm nha anh chị. Anh chị mình yêu thích thì mình liên hệ một số điện thoại Zalo 0933124442 cây để mình đặt hàng nha. Tiếp theo là một cái cây Memana. Memana này cũng là màu trắng lưỡi đỏ nha anh chị. Nhưng mà cái lưỡi của nó là cái lưỡi nó giống như nó lưỡi thắt túm mà, lưỡi thắt túm ở trên đầu này và nó chẻ ở dưới. Cây Memana này cũng là cây cát đã có rất là lâu rồi. Rất là lâu ở Việt Nam mình rồi, hoa rất là đẹp luôn nha anh chị, rất là thơm. Memana mã T3, cây này thì em cũng đã trồng thuần chậu rồi, nếu anh chị nào mà thích cây thuần thì mình có thể chơi cây Memana. Đó, Memana này em trồng vô chậu để bám rễ ổn định rồi. Đó, chậu cây em bán thế này, cây rất là khỏe, rất là đẹp luôn nha anh chị. Giá là 130.000 một chậu Memana, đơn hàng 3 chậu em bao ship luôn. Rất là rẻ, rất là đẹp luôn nha anh chị. Cây đã trồng thuần rồi, rất là lợi luôn nha. Giá chỉ có 130.000 một chậu thôi, rất là đẹp, cây rất là khỏe. Mã T3 Memana nha anh chị. Đó, hoa màu trắng lưỡi đỏ nè, rất là đẹp luôn. Mỗi cây là mỗi khuôn hoa, màu hoa của nó sẽ rất là khác nhau. Cho nên anh chị mình mua mình có thể để ý cây hoa của nó, nó không có giống nhau đâu nha anh chị. Có những cây như hôm trước em bán cây Richeya Delight, nó cũng là trắng lưỡi đỏ nhưng mà cái lưỡi của nó mở to. Còn cái này thì lưỡi nó hơi thắt túm ha. Anh chị mình để mình sẽ thấy lưỡi nó sẽ hơi thắt túm ở trên đầu ngay đây. Đó, lưỡi thắt túm ở đây. Đó, và chỗ này lưỡi nó sẽ chẻ, nó túm túm đây nè. Đó, nhìn nó rất là, nó sẽ khác nhau, có những cái điểm rất là khác nhau và thân lá cây khác nhau rất là nhiều nha anh chị. Mã T3 Memana. Anh chị nào mình yêu thì mình nhanh tay mình liên hệ số điện thoại Zalo 0933124442 kêu để mình đặt hàng nha. Đó, cỡ cây em bán là sẽ như thế này, Memana mã T3 rất là đẹp luôn nha anh chị. Giá chỉ có 130.000 một chậu thôi. Tiếp theo lên cho anh chị mình một cây mã T4 thông Subano 4. Đây hoa nở thực tế cho anh chị mình cùng xem luôn. Cái này nó mới bung hồi sáng nay thôi nha anh chị. Em đem về để em làm video quay lên cho tất cả anh chị mình cùng xem, mình sưu tầm luôn á. Để mình thấy được cái hoa thực tế của nó. Ngày mai khi mà hoa nó sẽ căng nở lên hết á thì em sẽ làm một cái video về nó để cho tất cả các anh chị mình cùng ngắm nha. Hoa màu vàng. Hoa màu vàng, lưỡi của nó màu cam, cam như cam đỏ vậy đó. Này có hai con mắt màu vàng. Gân trong lưỡi này nhìn rất là đặc sắc, rất là đẹp luôn nha anh chị. Thông Subano 4 màu vàng cực kỳ đẹp luôn. Cây này là cây mã T4 nha. Mã T4. Đó, các anh chị mình xem cây thực tế nở tại vườn thì mình có thể yên tâm mua hàng chuẩn giống cho mình nha. Đây size cây, chậu cây em bán là như thế này đây. Mã T4. Cây trưởng thành khỏe mạnh nha anh chị. Giá là 135.000 một chậu. T4 là 135.000 nha. Đó, T4 là giá 135.000 một chậu như thế này. Về những cái chậu xây dừa này thì mình có thể
gỡ ra mình trồng lại bằng than hoặc là vỏ thông giúp em nha. Em có một cái video hướng dẫn về cách trồng lại sang chậu tách chiết trồng lại cái cây lan khi mà từ chậu sơ dừa này ra chậu lớn hơn á. Thì anh chị mình có thể vô kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh Quen để mình xem cái cách mà em hướng dẫn mình trồng để mình tham khảo thêm nha. Hoặc là mình có thể tìm kiếm ở trên YouTube á, thì cũng sẽ có rất là nhiều anh chị cũng có chia sẻ. Và anh chị mình yêu thích dòng lan cách ly gia thì mình có thể đăng ký kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh của em để mình xem thêm nhiều mẫu hoa lan cách ly gia để mình cùng sưu tầm nha. Thông Subano 4 mã T4, giá là 135.000 một chậu. Anh chị mình xem mình ngắm hoa nè, hoa nở rất là đẹp luôn nha anh chị. Thôi nó mới nở thôi mà hoa đã rất là to, rất là đẹp rồi. Ngày mai em sẽ làm một cái clip quay lên về cái hoa nở như thế ở khi mà nó căng lên á, sẽ quay riêng về nó để anh chị mình cùng ngắm nha. Anh chị mình yêu thích dòng lan cách ly gia thì mình nhớ đăng ký kênh để mình ủng hộ em nha anh chị. Tiếp theo lên cho anh chị mình cái mã T5. Mã T5 là một cái cây Nakon chơi sĩ Delano 2. Nakon chơi sĩ Delano 2, một cái màu đỏ, đỏ cam gân. Đỏ cam gân nha anh chị. Hoa rất là đẹp, lưỡi đỏ đậm, ở trong có hai con mắt màu vàng. Cây này em cũng đã trồng thuần chậu rồi, mã T5 Nakon chơi sĩ Delano 2. Cây này em cũng đã trồng thuần chậu rồi, cho nên anh chị mình mua về mình chỉ treo lên và chơi thôi. Nói những anh chị nào mình không có thời gian trồng lại hoặc là mình không biết cách trồng á thì mình có thể mua những cây mẹ đã trồng thuần rồi. Đó, còn những anh chị nào mà mình mua cây chậu sơ dừa thì mình có thể tham khảo cái cách mà em trồng, em hướng dẫn trồng ở trên kênh YouTube á. Em có hướng dẫn cách trồng lan cách ly gia, mình hãy vô xem tham khảo thêm nha. Đây chậu Nakon chơi sĩ Delano 2, giá là 170.000. Anh chị mình yêu thích thì mình nhanh tay gọi điện hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0933124442 của em để mình đặt hàng nha. Mình cứ nhắn tin hoặc là mình gọi điện mình đặt mã nè, và cho em địa chỉ là em sẽ chốt đơn và gửi hàng cho mình nha. Đơn hàng 3 chậu là em sẽ bao ship. Anh chị mình cứ nhắn tin thì em sẽ check tin nhắn từ từ, em sẽ trả lời hết tất cả các anh chị nha. Nên anh chị mình cố gắng, nếu mà mình thấy lâu thì em mà chưa trả lời liền á thì mình chịu khó mình đợi em một chút, em sẽ trả lời tin nhắn liền cho mình nha. Nó rất là đẹp luôn, Nakon chơi sĩ Delano 2 mã T5 giá 170.000 thôi, một cái mặt hoa rất đáng để sưu tầm. Với cây này hồi xưa là rất là nhiều anh chị chơi lan cát, người ta săn lùng để đi tìm á anh chị. Bởi vì lúc hồi xưa á, những cái cây lan cát khi mới về Việt Nam mình nó rất là hiếm. Đó, chỉ về được vài nhánh thôi, cho nên là những anh chị họ chia sẻ nhau họ chơi á, nó rất là hiếm. Mà hiện tại mà bây giờ thì Thái Lan họ làm tem lại á, thì số lượng rất là nhiều, cho nên là nó về được số lượng nhiều thì anh chị mình có thể sưu tầm, mình đủ loại để mình sưu tầm mình chơi nha, rất là dễ sưu tầm. Giờ hiện tại thì bây giờ thì rất là nhiều màu hoa và số lượng cũng khá là nhiều, cho nên là mình sưu tầm rất là dễ. Mình yêu thích cái dòng lan cách ly gia này, mình có thể đăng ký kênh YouTube của em Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh để mình xem nhiều màu hoa, là mẫu hoa mình thích màu nào mẫu nào thì mình có thể liên hệ em để mình đặt hàng, mình về mình trồng, mình chơi, mình sưu tầm nha anh chị. Vườn em rất là nhiều màu, rất là nhiều mẫu cho anh chị mình sưu tầm, nên anh chị mình cứ xem mình thích mẫu nào thì mình cứ liên hệ qua Zalo số điện thoại 0933124442 của em để mình đặt hàng. Và anh chị mình có thể in kết bạn với Zalo số đó của em á, để khi mà em đăng bài trên trang cá nhân á, anh chị mình có thể xem mình biết được những cái hàng nào em mới về hoặc những mặt hàng nào mà em đang bán á, thì mình có thể theo dõi để mình sưu tầm nha. Tiếp theo là cái mã T6 Nakon chơi sĩ Delight Dark Orange. Đây là một cái chậu em trồng ở vườn để em chơi. Đó, nở rất là đẹp luôn. Và đây có cây nở thực tế cho anh chị mình cùng ngắm. Cái này nó cũng mới bung thôi mà hoa cũng rất là xuất sắc rồi. Một cái màu cam Nakon chơi sĩ Delight Dark Orange. Đó, khi ngày mai nó căng giãn hết rồi, em cũng sẽ làm một cái video quay riêng về nó để cho tất cả anh chị mình cùng xem, mình cùng ngắm nha. Đó, lưỡi màu đỏ nè, cánh hoa màu cam, trong hai con mắt màu vàng nè. Đó, cánh hoa rất là đẹp, hoa rất là thơm luôn nha anh chị. Anh chị mình càng trồng cây càng thuần càng khỏe thì hoa mùa nó sẽ rất là thơm. Hoa đặc biệt là khi mình trồng ở cây mà đủ ánh nắng, có ánh nắng thì hoa rất là thơm nha anh chị. Đó, mã T8 Nakon chơi sĩ Delight Dark Orange. Cây em bán là cây cũng đã trồng thuần vô chậu như thế này rồi đây. T8 giá là 200.000 một chậu nha. Tại vì cái dòng này á, về số lượng cũng không có nhiều và cái giá thành nó em nhập về nó cũng hơi hơi cao, cho nên là cây này giá nó cao hơn một chút nha anh chị, giá là 200.000 một chậu. Đó, 200.000 một chậu như thế này em cũng đã trồng thuần rồi, cho nên anh chị về mình chỉ treo lên mình chơi, mình chăm sóc, mình chờ ngắm hoa thôi nha. Mình chờ lên cây thân mới thì nó sẽ cho hoa rất là đẹp luôn. Giá chỉ 200.000 thôi mà một mặt hoa này anh chị thấy nè. Đó, hoa hình cây mà em trồng lại là hoa mẫu thực tế nở nè. Đó, rất là đẹp luôn nha anh chị. Rất đáng để sưu tầm, 200.000 là không có mắc đâu nha anh chị. Nó rất là đẹp, rất đáng để sưu tầm. Và cây này cũng là cái cách
rất là lâu rồi, rất là xưa, nhưng mà hiện tại họ Thái Lan họ làm lại nhưng mà số lượng cũng không có nhiều, cho nên là giá thành của nó sẽ nhỉnh hơn, cao hơn so với những cây khác. Cho nên anh chị mình sưu tầm mình đừng có so đo về giá nha, nhưng mà thực chất cái mặt hoa rất là đẹp, rất đáng cho mình sưu tầm nha. Nó 200 ngàn thôi, là con chơi sĩ Delay Dark Orange mã T6, rất là đẹp, rất là cưng, giá chỉ 200 ngàn thôi, rất là đáng để mình sưu tầm nha. Anh chị mình mà trồng mình có chậu to á, anh chị thấy cái chậu to của em trồng không, đó nó nở lần ba bông như vậy luôn á anh chị, rất là đáng để mình sưu tầm. Anh chị mình yêu thích thì mình nhanh tay mình gọi điện cho em này, hoặc mình nhắn tin trực tiếp qua Zalo 0933124442 cho em, mình đặt hàng mình cứ đặt mã này, hoặc là tên cây, hoặc là màu hoa, hoặc là mình chụp hình cái mẫu hoa mình gửi qua qua Zalo cho em, rồi mình cho em địa chỉ em sẽ chốt đơn và gửi hàng cho mình nha. Đó, tiếp theo cho nên cho anh chị mình cây một mã T7, cây đỏ viền vàng. Cây này tên của nó là rừng Napa Fancy One Welcome. Mỗi cây nó sẽ có mỗi tên, chỉ có những cái cây mà giống của Thái Lan á, những cây mà em chưa cập nhật cho cây mới á, em chưa cập nhật tên về kịp á, thì em sẽ không có tên, mà đa số là 90% là đều có tên cho tên cây hết. Mỗi cây mỗi tên, mỗi mặt hoa mỗi màu hoa khác nhau nha anh chị. Đó, T7 đỏ viền vàng em cũng đã trồng lại bằng chậu bằng tha như thế này rồi, về chỉ treo lên chăm sóc và chờ lên hoa lên thân mới sẽ cho hoa thôi nha anh chị, rất là đẹp. Đó, cây em đã trồng thuần ở ấm chậu rồi, giá là 150 ngàn một chậu đỏ viền vàng, 150 ngàn thôi nha anh chị, rất là đẹp luôn. Mã T7, cây này hoa nở biến thiên nha anh chị. Anh chị mình có thể xem, em có làm một cái clip về hoa hoa cái cây đỏ viền vàng này nở tại vườn nhà em, nó biến thiên là cái viền màu vàng này nè, nó sẽ lúc thì nó sẽ nhiều lúc sẽ ít, mà nó cái đỏ này nó sẽ ăn ra ngoài nhiều, bên một bên nhiều bên ít, nó biến thiên. Anh chị xem một cái bông này của nó nè, đó nó biến thiên rất là nhiều, và cái màu của nó rất là lạ. Anh chị mình chơi cái cây này á, mình thích những cái màu sắc lạ mà màu sắc rực rỡ thì mình có thể chơi cây đỏ viền vàng này. Thì cái cây này nó có cái máu của nó là cái giống của nó là cây nó hoa nở ra là nó biến thiên, nó thay đổi một chút về cái viền lem này nè, nó rất là lạ. Anh chị mình yêu thích thì mình nhanh tay mình đặt hàng mình chốt cây đỏ viền vàng này nha, giá chỉ 150 ngàn thôi, rất là đẹp luôn. 150 ngàn thôi, cây đó trồng thuần rồi, mã T7. Anh chị mình nhanh tay mình chốt hàng, mình đặt hàng về để mình sưu tầm nha. Một cái cây hoa cát rất là đẹp luôn nha. Mình cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0933124442 của em để mình đặt hàng. Mình có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại này, hoặc là nhắn tin qua Zalo. Đó, rồi chốt hàng em sẽ gửi hàng cho mình nha. Đơn hàng 3 chậu là em bao ship cho mình luôn. Đó, Zalo của em là Mỹ Hạnh Bình Phước. Trên màn hình đó là cái tên Zalo của em luôn nha anh chị. Tiếp theo lên cho anh chị một cây báo đốm. Báo đốm hôm nay em có về lại, hôm trước thì hết hàng, rất nhiều anh chị hỏi nhưng mà em đã hết hàng rồi. Hôm nay thì em có về lại được một ít lên cho anh chị mình cùng sưu tầm. Cây rất là đẹp nha anh chị. Đây là hoa nở tại vườn, em mới nở thì nó sẽ vàng vàng như thế này và dần dần nó sẽ đổi màu. Mới nở là nó sẽ hơi vàng vàng, mới đầu sẽ ngà xanh xong mình chuyển sang vàng, và dần dần nè, khi mà hoa sắp tàn nó sẽ nâu đỏ như thế này. Đó chị mình thấy nè, nó này là hoa hoàn tàn rồi, trong thùng nở về là có một cái cây hoa. Là hoa này nó sắp tàn rồi, thì gỡ từ bên Thái về nó gần tàn rồi, còn đây là hoa nó mới nở. Báo đốm cánh sáp dày rất là thơm nha anh chị. Cánh dày, cánh sáp. Cánh sáp dày nha anh chị, nào mình yêu thích cái dòng cánh sáp dày thì mình sưu tầm cái báo đốm này nha, mã T8. Mã T8 giá 150 ngàn một chậu, đây chậu cây chơi cây em bán đây. Cây rất là khỏe, rất là đẹp nha anh chị, mã T8. Rất là đẹp luôn cho anh chị mình sưu tầm. T8 giá chỉ có 150 ngàn thôi, báo đốm T8 nha anh chị. Anh chị mình xem video của em á, thì mình thấy những mặt hoa nào mình yêu thích á, thì mình nhanh tay mình ghi lại mã nè, hoặc là mình chốt tên, hoặc là mình mô tả cái màu hoa cho em. Nhưng mà bây giờ em đã làm cái em ghi mã, em làm đặt mã cho mỗi mặt hoa, thì những anh chị cô chú nào mình nghe không kịp tên nè, hoặc là mình nghe em nói nó hơi nhanh á, hoặc là cái tên tiếng Anh em đọc nó nhanh mình khó nghe, thì mình có thể chốt mã đó, mình cứ đọc mã là em sẽ chốt đúng cây đúng màu cho mình để mình sưu tầm nha. Đó, hoa nở nè, đây là hoa nở tại vườn nhà em, đây là những cái cây em trồng để em làm mẫu cho anh chị mình sưu tầm. Tất cả những hàng em về á, là em về lúc nào em cũng chừa lại và khoảng từ 15 đến 20 chậu em trồng lại ở vườn và để chờ để nở hoa. Thứ nhất là vừa làm mẫu cho anh chị mình là lên mình xem mình ngắm hoa, để anh chị mình yên tâm mình mua hàng là cây em nhập về lúc nào cũng là cây đúng hoa đúng màu chuẩn màu cho anh chị mình sưu tầm nha.
Anh chị mình yêu thích màu hoa nào thì mình nhanh tay mình liên hệ qua số điện thoại Zalo 0933124442 kêu để mình đặt hàng nha. Và mình nhớ đăng ký kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Da Mỹ Hạnh của em để mình xem thêm nhiều mẫu hoa nè. Là mình còn lăn tăn, mình phân vân, mình chưa có tin tưởng để mình mua thì mình cứ đăng ký kênh của em để mình xem. Mình xem những cái mặt hàng hoa lan em bán nè, rồi những cái mẫu hoa mà em quay trực tiếp lên á, để mình xem, mình ngắm và mình tham khảo thêm nha. Và khi mà mình thấy thích màu hoa nào thì mình cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo của em để mình đặt hàng, để mình về mình sưu tầm nha anh chị. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn ủng hộ và luôn tin tưởng vườn em. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.